Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các quý anh tuổi kỳ tỵ. Chúc các quý anh có một năm, bình an, vui vẻ, gặp nhiều may mắn, và thành công. Sau đây mời các quý anh đón xem tử vi tuổi kỳ tỵ 1989 nam mạng, trong năm 2023, chi tiết chính xác nhất về các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, sao hạn tử vi từng tháng trong năm 2023, mời các quý anh cùng theo dõi tổng quan tử vi năm 2023, cho tuổi kỷ tỵ 1989, Nam Mạng. Tuổi kỷ tỵ 1989, Nam Mạng, bước sang năm quý mão 2023, năm này quý anh tròn 35 tuổi, tuy tuổi này không dính hạn thái tuế, nhưng vẫn không tránh khỏi sự đả kích của các hung tinh, làm cho vận may của bạn bị giảm sút. Tuy nhiên, năm 2023 quý anh tuổi Kỷ Tỵ sẽ có vận trình sự nghiệp tương đối vững vàng nhờ sự trợ giúp của sao Thiên Đức, lại thêm sao Thái Âm chiếu mệnh cũng có được cơ hội thu về tài lộc cho mình. Năm 2023 quý anh tuổi Kỷ Tỵ có vận may kém, bạn có thể làm việc chăm chỉ hơn và cố gắng sử dụng thành tựu sự nghiệp của mình để thúc đẩy sự phát triển của các vận may khác, lấy cái này bù đắp cái kia hung tinh giác tú thiên khốc địa tang làm cho quý anh gặp nhiều rắc rối trong các mối quan hệ làm ăn nếu không khéo léo có thể liên quan tới tranh chấp kiện tụng sức khỏe yếu kém năm này quý anh tuổi kỳ tỵ nên chuẩn bị tinh thần để tránh gặp họa vào thân đồng thời ở nơi làm việc cũng như trong cuộc sống bạn nên tiết chế hết mức có thể hạn chế tranh chấp mâu thuẫn với người khác nếu không bạn sẽ dễ bị làm to chuyện và tự chuốc lấy phiền phức cho mình Bước sang năm Quý Mão 2023, tuổi kỷ tỵ 1989, nam mạng là 35 tuổi âm lịch và 34 tuổi dương lịch. Xét về thiên can và địa chi. Tuổi đinh tỵ nam mạng thuộc mệnh mộc gặp năm 2023, mệnh kim bạch kim tương khắc xấu. Thiên can kỷ gặp năm quý tương khắc xấu. Địa chi tỵ gặp năm mão bình hòa. Sao chiếu mệnh, sao thái âm. Có cơ hội bội thu về tài lộc. Cụ thể, nam giới sẽ được người khác giúp đỡ về tiền bạc, sự nghiệp và nếu đang trong độ tuổi kết hôn thì có thể lập gia đình, sẽ có cuộc sống tốt đẹp, gặp nhiều may mắn. Về kinh doanh buôn bán, cũng được thuận lợi, rất tốt cho ai làm việc liên quan đến bất động sản, sửa chữa. Vận hạn, hạn diêm vương. Nếu bạn là người vốn có thể chất bình thường, không đau ốm thì năm sao diêm vương chiếu mệnh lại là năm tốt. Tài lộc có cơ hội phát triển, người độc thân có thể tìm được nửa kia phù hợp, có mối quan hệ tốt đẹp. Người có gia đình thì hôn nhân viên mãn hạnh phúc. Với người đang bị đau ốm, nếu gặp phải hạn diêm vương, bạn nên nhận thức rõ mức độ bệnh tật của mình để điều trị kịp thời và khoa học, tránh tùy tiện dùng thuốc dân gian vì có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới bệnh tình, thậm chí là tử vong. Tử Vi tuổi Kỷ Tỵ, nam mạng năm 2023 có phạm Tam Tai, Hoang ốc Kim Lâu, Thái Tuế không? Tam Tai năm 2023 sẽ không phạm đại kỵ Tam Tai. Hạn hoang ốc năm 2023, năm nay tuổi của bạn là, nhị nghi, không phạm hoang ốc. Nhị nghi, sau nhất cát là nhị nghi, là một trong ba cung tốt của sáu cung hoang ốc. Xây nhà trong năm này sẽ mang đến sự giàu có, hưng thịnh cho cả gia đình. Tuổi kim lâu năm 2023, phạm kim lâu xúc. Nếu gia chủ làm nhà, thì sẽ gặp ảnh hưởng liên quan tới chăn nuôi, trồng trọt. Thái tuế năm 2023, không phạm hạn thái tuế. Vận trình cắt hung của tuổi kỷ tỵ 1989, Nam Mạng, trong năm Quý Mão 2023. Hung tinh. Tuy năm nay không dính hạn thái tuế nhưng bạn bị hung tinh, giác tú, thiên khốc, địa tăng quấy nhiễu. Cát tinh. Bạn có cát tinh thiên đức hỗ trợ, dù vận trình tổng thể khá tệ nhưng nhờ cát tinh này nên sự nghiệp và tiền bạc của nam nhân tuổi này lại có phần được tốt đẹp. Với quý anh tuổi kỷ tỵ 1989, trong năm 2023 có sao thiên đức nhưng vì ham muốn phấn đấu không được mạnh mẽ, cho nên đôi khi có thể mắc phải sai lầm trong sự nghiệp phát triển khá chậm. Lời khuyên cho tuổi kỷ tỵ là lấy sự chăm chỉ, sáng tạo là chìa khóa phá vỡ sự can thiệp của các sao xấu và đảo ngược sự đen đủi của chúng. Xét về phương diện sự nghiệp của tuổi kỷ tỵ 1989, Nam Mạng, trong năm quý mão 2023, sự nghiệp của quý anh tuổi kỳ tỵ 1989 trong năm Quý Mão 2023 tương đối suôn sẻ. Với sự trợ giúp của Thiên Đức cát tinh, những người tuổi tỵ sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn trong năm nay, có khả năng thăng tiến và phát triển. Đối với những người làm công ăn lương, viên chức công chức có con đường công danh vững vàng hơn, được cấp trên đề bạt và tiến nhiệm, giao cho nhiều trọng trách quan trọng để thể hiện năng lực của bản thân năm này quý anh kỳ tỵ cũng có được sao thái âm chiếu mệnh rất tốt cho ai làm việc liên quan đến bất động sản sửa chữa xây nhà cửa có cơ hội phát huy năng lực của mình tuy nhiên do ảnh hưởng của thiên khốc bạn tỏ ra tương đối thờ ơ không biết nắm bắt cơ hội cũng như là nhờ sự trợ giúp của quý nhân cho nên bỏ lỡ nhiều cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc lại thêm hung tinh giác tú làm cho quý anh gặp không ít rắc rối không khéo léo có thể vấp phải những tranh chấp kiện tụng vì vậy, quý anh nên điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, đặc biệt là trong sự nghiệp, ngoài sự chăm chỉ làm việc, thì nên cẩn thận các giấy tờ, điều khoản hợp đồng, chú ý đến lời nói và hành động của mình, để sớm gặt hái được thành công. Thầy ra các khuyên các quý anh tuổi kỷ tỵ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với quý anh, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy ra cắt trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý anh tuổi kỷ tỵ 1989 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Xét về phương diện tài lộc của tuổi kỷ tỵ 1989, nam mạng trong năm quý mão 2023. Tài lộc của nam tuổi kỷ tỵ 1989 trong năm quý mão 2023 ở mức trung bình. Tuy tuổi này gặp khá nhiều hung tinh, nhưng theo tử vi thì vận số không có điểm báo nào ảnh hưởng nhiều đến vận trình tài lộc của bạn. Tuy nhiên, do bị các sao xấu can thiệp quá nhiều nên tuổi này không có ham muốn kiếm tiền, dù bạn có cố gắng nhiều nhưng không thấy tiền dư, điều này làm cho bạn cảm thấy quá mệt mỏi vì tiền nên nản trí. Trong năm này bạn có thể nhờ vào sự thăng tiến của sự nghiệp mà tăng thêm thu nhập. Nguồn thu nhập của quý anh tuổi kỳ tỵ trong năm này chủ yếu là thông qua công việc chính, công việc bên ngoài cũng cho thu nhập nhưng không nhiều. Với người làm công ăn lương, công việc tiến triển thuận lợi, kèm theo đó là thu nhập khá ổn định. Vận tài lộc của quý anh tuổi Kỷ Tỵ trong năm 2023 về cơ bản cũng có tiến triển và số tiền kiếm được chỉ được xem như là tốt hơn so với năm trước đây, dù có kiếm được tiền nhưng khó tích lũy, dễ phải chi tiêu cho những việc phát sinh ngoài ý muốn. Xét về phương diện tình cảm của tuổi Kỷ Tỵ 1989, nam mạng trong năm Quý Mão 2023, vận trình tình cảm của quý anh tuổi kỷ tỵ 1989 tương đối xấu. Bị ảnh hưởng bởi thiên khốc và giác tú nên tình cảm của quý anh rất xa sút gia đạo lẫn tình duyên đều u ám, hầu hết những người tuổi tỵ đều tương đối thờ ơ trong chuyện tình cảm. Mặt gia đình, mối quan hệ giữa bạn với các thành viên trong gia đình khá yếu ớt và xa cách, kể cả những người thân yêu đã từng gắn bó với bạn trong quá khứ cũng không mặn mà, mặc dù không có mâu thuẫn nào xảy ra. Vì vậy, trong năm nay, vận tình cảm của người tuổi kỳ tỵ có phần suy yếu, tình duyên nhiều gập gành trong tình yêu thiên khốc khiến tính khí của nam kỳ tỵ trở nên vô cùng lạnh lùng những người khác giới xuất hiện xung quanh người này sẽ bị vận khí của họ làm cho sợ hãi thầy gia cắt khuyên trong thời gian này quý anh tuổi kỳ tỵ hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân tỵ dậu sửu năng lực của tam hợp khí sẽ giúp quý anh đả thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân hóa giải và tăng cường các mối quan hệ xung quanh từ đó sẽ giúp gia đạo êm ấm và hạnh phúc hơn đồng thời vật phẩm còn mang lại sức khỏe bình an và trường thọ cho gia chủ Xét về phương diện sức khỏe của tuổi kỷ tỵ 1989, nam mạng, trong năm quý mão 2023. Đối với quý anh tuổi kỷ tỵ trong năm quý mão 2023 có vận trình sức khỏe tương đối ỉ ạch. Hung tinh địa tang là nguyên nhân chính khiến sức khỏe của nam kỷ tỵ không được tốt cho lắm, thường xuyên có dấu hiệu ốm đau. Không những vậy, dưới sự tấn công của các sao hung tinh khác, sự an toàn cá nhân của bạn trong năm nay cũng đáng lo ngại hơn, nhiều người tuổi này thường gặp xui xẻo hoặc tai nạn thương tích. Vì vậy, tử vi khuyến cáo quý anh tuổi kỷ tỵ phải tăng cường đề phòng, cảnh giác trong năm quý mão này, bảo vệ an toàn cho bản thân, đồng thời nên nghỉ ngơi, chú ý sức khỏe nhiều hơn. Bạn nào lái xe có thể treo bùa bình an trên xe như một vật trang trí mang đến điểm lành cho xe, mang ý nghĩa cầu cho cả năm an khang thịnh vượng. Ngày giờ xuất hành tốt cho tuổi kỷ tỵ 1989, Nam Mạng, trong năm quý mão 2023. Số của tuổi kỷ tỵ Nam Mạng nên khởi hành vào giờ chẵn, ngày chẵn và tháng chẵn xuất hành theo những giờ, ngày và tháng kể trên chắc chắn bạn sẽ có nhiều thành công. Ngày mùng 1 Tết, Dương lịch chủ nhật ngày 22 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, tức ngày canh Thìn, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Giờ xuất hành tốt cho tuổi Kỳ Tỵ, nam mạng. Giờ canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, tốt nhất là 8 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho tuổi Kỳ Tỵ, nam mạng xuất hành theo hướng Tây Bắc để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Tây Nam, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết Dương lịch thứ hai, ngày 23 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023, tức ngày tân tỵ tháng giáp dần, năm quý mão. Ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành, hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, nên chọn giờ hoàng đạo và hướng tốt trong ngày. Hướng tốt trong ngày, thì thần và tài thần, hướng Tây Nam. Ngày mùng 3 Tết. Dương lịch thứ ba, ngày 24 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023, tức ngày nhâm ngọ, tháng giáp dần, năm quý mão. Giờ xuất hành tốt cho tuổi kỳ tỵ nam mạng. 8 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho tuổi kỳ tỵ nam mạng xuất hành theo hướng chính Nam, để đón nhiều tin vui, may mắn. Xuất hành theo hướng chính Tây, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi sông đất hợp với gia chủ tuổi kỳ tỵ 1989, Nam Mạng, trong năm Quý Mão 2023. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi kỳ tỵ 1989. Điều này nhằm mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ người tới sông đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà bạn nhận được càng nhiều. Tuổi sông đất tốt nhất cho gia chủ tuổi kỳ tỵ 1989, Nam Mạng, trong năm quý mão 2023, là tuổi giáp tất 1994. Điều này được lý giải như sau. Mệnh của tuổi, tương sinh, rất tốt. Thiên can, tương sinh, rất tốt. Địa chi, bình hòa, tốt. Cung diêm niên, mệnh của năm tương sinh, rất tốt. Ngoài ra gia chủ tuổi kỷ tỵ 1989, nam mạng, trong năm quý mão 2023, cũng có thể chọn tuổi, đinh mùi 1967, bính ngọ 1966, để sông đất. Trong năm quý mão 2023, quý anh tuổi kỷ tỵ cần phải đặc biệt chú ý đến hạn diêm vương và sao thái âm chiếu mệnh. Sự tác động của hạn diêm vương đối với quý anh tuổi kỷ tỵ trong năm 2023. Hạn Diêm Vương có hai đối tượng chịu ảnh hưởng nặng, thứ nhất là phụ nữ đang mang thai, thứ hai là những người bị đau yếu, bệnh tật nếu không được chữa trị cẩn thận cũng gặp nguy hiểm và rất lâu khỏi bệnh. Đối với những người bình thường khi gặp hạn này thường gặp vận may về tiền bạc, làm ăn rất thuận lợi, có duyên với của cải. Có bốn điều cần đặc biệt chú ý để vượt qua hạn Diêm Vương đối với quý anh tuổi kỳ tỵ trong năm quý mão 2023. Thứ nhất đối với phụ nữ mang thai, chúng ta không đề cập đến thứ hai cách giải hạn diêm vương đối với những người bị mắc bệnh đặc biệt không nên chủ quan lơ là trong vấn đề sức khỏe bệnh tật e là sẽ có biến nguy hiểm đây cũng là một cách giải hạn diêm vương rất được xem trọng thứ ba trong những nghiên cứu về cách giải hạn diêm vương đối với những người khỏe mạnh bình thường nên giữ gìn sức khỏe tăng cường hoạt động trong các hoạt động kinh tế sẽ gặp thuận lợi may mắn có thể thu được nhiều tài lộc của cải thứ tư cách giải hạn diêm vương tốt nhất là nên trau dồi phẩm hạnh đạo đức và làm nhiều việc thiện việc tốt tích thêm phúc đức cho mình như vậy, hạn diêm vương căn cứ vào những đặc điểm kể trên thì đây là một hạn vừa tốt, vừa xấu. Xấu đối với một số nhóm người và cực tốt đối với những người khỏe mạnh bình thường. Tuy là như vậy, nhưng khi nghe tên là Diêm Vương, vị thần cai quản âm giới thì chúng ta vẫn phải cẩn thận, nghe tên này hiện lên những nguy cơ, bất chắc, rất dễ xảy ra. Sự tác động của sao thái âm, đối với quý anh tuổi kỷ tỵ trong năm 2023. Sao Thái Âm được xem là phước tinh thuộc hành thủy, nên khi gặp sao này, cả nam mạng hay nữ mạng đều gặp may mắn, phước vận, có tài lộc và niềm vui, là sao chiếu mệnh tốt chủ về danh lợi lưỡng toàn. Sao Thái Âm được quan niệm là chủ về danh lộc và hỷ sự, vì vậy bạn cần biết nắm bắt cơ hội để thực hiện dự định công việc trong năm này để có được kết quả tốt. Người được sao Thái Âm chiếu mạng, nam hay nữ thường có cơ hội bội thu về tài lộc. Cụ thể, nam giới sẽ được người khác giúp đỡ về tiền bạc, sự nghiệp và nếu đang trong độ tuổi kết hôn thì có thể lập gia đình. Sao Thái Âm rất tốt cho ai làm việc liên quan đến bất động sản, sửa chữa, xây nhà cửa. Vì vậy, nếu mệnh chủ có ý định mua bán bất động sản hay xây dựng, sửa chữa nhà thì có thể tranh thủ tiến hành vào thời điểm này. Ngoài ra, người được sao Thái Âm chiếu mạnh sẽ có cuộc sống tốt đẹp, có phúc phần, đi đâu cũng được mọi người giúp đỡ, có quý nhân phù trợ, gặp được nhiều may mắn. Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian cũng giải hạn sao Thái Âm vào 22 giờ đến 24 giờ ngày 26 âm lịch hàng tháng để cầu được nhiều tài lộc và giảm bớt các vận hạn hướng về chính Tây để làm lễ giải sao. Vận trình từng tháng âm lịch của tuổi kỷ tỵ 1989, Nam Mạng, trong năm 2023, được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch năm 2023, đối với tuổi kỷ tỵ 1989, Nam Mạng. Tài lộc của quý anh tuổi kỷ tỵ 1989, trong tháng này khá tốt. Tháng riêng âm lịch, lòng háo hức đón Tết nguyên đán hầu hết các bạn tuổi này đều có nhiệt huyết tương đối cao trong tháng này, bạn rất vui khi nhìn ra được nhiều vấn đề trong cuộc sống, hăng hái làm việc nên nhận được thưởng đầu năm sẽ rùng rỉnh. Tuy nhiên, trong tháng đầu năm quý anh đừng quá đắm chìm vào niềm vui mà quên mất đi việc phải đảm bảo cho sức khỏe, khi đi ra ngoài thì phải đảm bảo an toàn, trong dịp du xuân thì tình hình giao thông sẽ rất khó khăn, chính vì vậy mà quý anh cần phải cẩn trọng nhiều hơn. Vận trình tháng 2 âm lịch năm 2023, đối với tuổi kỷ tỵ 1989, Nam Mạng quý anh 35 tuổi, có tình duyên không mấy tốt đẹp trong tháng này. Bị ảnh hưởng bởi giác tú hung tinh, tính khí của bạn thay đổi mạnh mẽ, bạn tỏ ra lo lắng và nóng tính hơn, tự xem mình là trung tâm của vũ trụ nên khó được lòng mọi người. Không chỉ vậy, sự xuất hiện của giác tú cũng sẽ mang đến cho quý anh tuổi kỳ tỵ gặp rất nhiều phiền phức, khiến bạn gặp nhiều xui xẻo, dễ va vào pháp luật kiện tụng. Vì vậy, khuyên quý anh tuổi kỳ tỵ nên ý thức hơn về sức mạnh của hung tinh trong tháng này, đừng để nó phá hoại vòng tròn xã hội của mình vận trình tháng 3 âm lịch năm 2023, đối với tuổi kỷ tỵ 1989, nam mạng. Tài lộc của quý anh tuổi kỷ tỵ trong tháng 3 ở mức trung bình. Nhìn chung, thu nhập của bạn trong tháng này không được tốt lắm, mặc dù xét về mặt tài lộc thì tương đối ổn định. Nhưng về phần của cải tích lũy thì khá ít, do kinh nghiệm quản lý tài chính chưa đủ hoặc triển vọng đầu tư kém bản mệnh nên dành nhiều thời gian cho việc nâng cao kiến thức và kỹ năng trong công việc, cũng như có kế hoạch về quản lý tài chính tốt hơn, tránh tình trạng thu không đủ chi. Vận trình tháng tư âm lịch năm 2023, đối với tuổi kỷ tỵ 1989, Nam Mạng. Tử vi có điểm báo, quý anh tuổi kỷ tỵ có thể gặp chuyện buồn trong tháng này. Bị ảnh hưởng bởi thiên khốc, địa tang, làm cho một số người sẽ nhận được tin trong họ hàng có tăng tóc hoặc tin xấu xung quanh mình trong tháng này, kết quả là bản thân luôn bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc tiêu cực tháng tư trông bạn rất suy sụp và thiếu tinh thần chiến đấu, tài lộc cũng vì thế mà xa sút Quý anh tuổi kỳ tỵ nên chú ý điều chỉnh tâm lý trong tháng này, đừng buồn phiền quá lâu, nếu không sẽ ảnh hưởng xấu đến bản thân do năng lượng tiêu cực quá lớn. Vận trình tháng 5 âm lịch năm 2023, đối với tuổi kỳ tỵ 1989, Nam Mạng. Vận trình tình duyên trong tháng này tương đối ỉ ạch. Chịu ảnh hưởng của Thiên Khốc, những chuyện buồn phiền trong tháng trước nên thời gian này bạn rất lạnh lùng, ít ham muốn chuyện yêu đương và không muốn thoát ra khỏi cảnh độc thân, dù có nhân duyên tốt nhưng bạn cũng chưa nắm bắt kịp thời. Không chỉ vậy, nửa cuối tháng này nửa kia cũng ít quan tâm đến bạn, hai bên dễ xảy ra tranh cãi nổ lửa. Tháng này, một số người đang kinh doanh chứng khoán hoặc tham gia vào lĩnh vực tài chính có thể gặp phải sự sa sút trong vận may, do bạn đang chịu tác động lớn từ năng lượng tiêu cực đưa tới vận trình tháng 6 âm lịch năm 2023, đối với tuổi kỷ tỵ 1989, năm mạng. Trong tháng 6 này với quý anh tuổi kỷ tỵ, dự báo về phương diện công việc làm ăn, công việc đã đi vào ổn định. Bạn nên tập trung vào công việc nhiều hơn, để quên đi sự muộn phiền, điều này cũng giúp cho bạn tạo được niềm vui và gặt hái nhiều thành quả về cho mình. Tháng này kinh tế có dấu hiệu phát triển, kinh doanh, buôn bán thuận lợi, tuy nhiên tiền bạc cũng chưa có được sự dư dã là bao nhiêu, bạn cần phải nỗ lực hơn nữa. Ngoài ra bạn cũng nên chăm sóc bản thân nhiều hơn, cảnh giác tốt hơn trong mọi việc, đừng nản lòng nhé. Vận trình tháng 7 âm lịch năm 2023, đối với tuổi kỷ tỵ 1989, Nam Mạng. Vận trình sự nghiệp của Nam kỷ tỵ có phần khởi sắc trong tháng 7. Với sự trợ giúp của ngôi sao may mắn thiên đức, cơ hội việc làm của bạn sẽ được nâng cao, có cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc. Chỉ là sự nhiệt tình trong công việc của bạn không cao lắm, cũng chưa biết nắm bắt cơ hội, thì chỉ là sự phát triển tầm thường mà thôi. Vì vậy, người tuổi kỳ tỵ nên tâm niệm ngay trong tháng này là phải làm việc chăm chỉ hơn, nỗ lực hết mình để nâng cao nhiệt huyết trong công việc, có như vậy mới mong bứt phá được những hạn chế trong sự nghiệp và phát triển hơn nữa. Bước sang tháng 8 âm lịch năm 2023, đối với tuổi kỳ tỵ 1989, Nam Mạng. Bước sang tháng 8 âm lịch, vận trình của quý anh tuổi kỳ tỵ lại có được vận trình tương đối tốt, ngủ hành tam hợp tỵ, dậu, sửu, sẽ mang đến cho bạn nhiều năng lượng tích cực để thực hiện các dự định của mình. Đối với những ai đang có ý định quản lý lại tiền bạc thì cũng nên thử xem, nếu làm được thì hãy làm ngay trong tháng này nhé. Nếu bạn đầu tư vào cổ phiếu, bạn có thể thu được rất nhiều lợi nhuận. Kinh doanh buôn bán gặp nhiều thuận lợi, bạn thu cũng không ít tiền về túi. Về vận trình tình duyên rất tốt, bạn có cơ hội gặp gỡ giao lưu mở rộng mối quan hệ xã giao, đối với những người độc thân có cơ hội gặp được một nửa của mình trong tháng này. Tử vi tháng 9 âm lịch của tuổi kỳ tỵ 1989, Nam Mạng, trong năm 2023 bước sang tháng 9 do bị ảnh hưởng bởi giác tú hung tinh, điều này làm cho quý anh tuổi kỳ tỵ trở nên lạnh lùng và sống tách biệt với xã hội. Đặc biệt là trong gia đình, bạn dễ xảy ra xung đột với người thân hoặc con cái, điều này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ máu mủ, không khí gia đình sẽ trở nên rất căng thẳng. Bước sang tháng 10 âm lịch năm 2023, đối với tuổi kỳ tỵ 1989, Nam Mạng. Vận trình công việc của quý anh tuổi kỳ tỵ trong tháng này có chút bận rộn trong tháng này, quý anh cần phải đối phó với khối lượng công việc tương đối lớn và rất nặng. Ai làm lãnh đạo sẽ có điểm bổ nhiệm lại chức trách có xáo trộn trong cơ quan, đào tạo nhân viên mới, đầu tháng tương đối khó khăn. Bạn cũng nên chú ý nghỉ ngơi, đừng làm việc quá sức, nếu không cơ thể sẽ mệt mỏi, kiệt sức. Vận trình tháng 11 âm lịch năm 2023, đối với tuổi kỷ tỵ 1989, Nam Mạng. Tháng 11 này, quý anh tuổi kỷ tỵ không bị ảnh hưởng nhiều bởi hung tinh, tình hình sức khỏe tương đối lạc quan. Bạn rất năng động, tinh thần rất sung mãn, trông tràn đầy năng lượng sẵn sàng chiến đấu với khối lượng công việc cuối năm. Vận trình sẽ có nhiều thay đổi tích cực nhờ ảnh hưởng của các tinh. Người làm công việc kinh doanh gặp được nhiều may mắn và thuận lợi, lạc quan. Nhìn chung, thu nhập chính và thu nhập phụ đều có sự tăng trưởng, giúp cho bạn có được nhiều niềm vui và an tâm hơn phần nào về tài chính của mình. Bước sang tháng 12 âm lịch năm 2023, đối với tuổi kỷ tỵ 1989, Nam Mạng tài lộc của nam tuổi kỷ tỵ trong tháng này tương đối dễ dàng. Mặc dù tháng này là tháng cuối năm tương đối bận rộn, nhưng tình hình có vẻ tương đối suôn sẻ. Những người làm kinh doanh, buôn bán, thì công việc diễn ra thông thuận, hàng hóa tấp nập, điều này giúp cho bạn có được cơ hội bội thu về tài lộc, hốt vàng hốt bạc trong tháng cuối năm. Người làm công ăn lương cũng có một tháng tốt lành, công việc trôi chảy, bạn cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Trên đây là tử vi tuổi kỳ tỵ, nam mạng, năm 2023 hy vọng quý độc giả nói chung và quý anh tuổi kỳ tỵ nói riêng có thể hình dung được về tình hình của mình trong năm tới và có được những quyết định chính xác cho mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại